Rồi con nấu ăn đi, nấu xong ăn đây nè. Bây giờ nấu cái gì trước? Nấu thịt chua trước. Ừ, nấu đi. Không cần dầu vuông nữa. Ừ. Một bé. Ừ. Một bé. Trong. Chín rồi, cho vào đĩa thôi. Cho hạt chín vô. À, cho cái gì? Cho hạt chín vô với tiêu vô. Với tiêu à? Tiêu với hạt gì? Với hạt chín. Hạt thình à? Hạt trình á? Ừ. Hạt trình là cái gì? Bà không biết hạt trình là cái gì. Cho con hạt trình nữa. Ừ, cho hạt tiêu rồi. Rồi, chín rồi mọi người. Ô, phải lấy hai đĩa chứ. Bỏ ra mâm. Bỏ ra lên bàn trước. Đây, bà bỏ ra bàn đấy. Bàn này tí nữa bà với con ăn trên bàn này. Đó. Con này không, con nấu đi đã. Con ngồi cái gì? Con ngồi ghế sạch cơ. À, con ngồi ghế sạch à? Ừ, ghế bẩn bên nội trước. Sao con không ngồi ghế bẩn đây, ba ngồi ghế sạch luôn? Không biết nữa. Chạc rồi, giờ con nấu món gì cho ba đây? Nấu cá à? Nhưng mà ba có cả ăn trứng không? Có, con nấu trứng cho ba đi. Bây giờ con sẽ nấu trứng của ba nha. Ừ. Bây giờ nấu trứng bằng cái nồi. Nấu trứng bằng nồi à? Bằng chảo nhỏ. Chảo nhỏ. Nghe làm gì đấy? Con đập trứng. Đập trứng à? Ừ, rồi, đập trứng rồi. Không bật bếp à? Đây. Cái gì bà tưởng không bật... có lửa chưa? Rồi. Có lửa rồi đấy. Bé thôi. Nhỏ thôi. Cháy mất tiêu ấy. Không rồi, chín rồi. Chín rồi, con đổ đây. Để trứng vào đây. Rồi, tí nữa ba con ăn trứng. Rồi con nấu món gì tiếp cho ba đây? Nấu món cơm. Ừ, nấu cơm đi. Rau à? Cho ba cho tiêu cho, ba thử cho tiêu xem thế nào đâu, cho tiêu như thế nào? Ít thôi, cho chị. Ấn nút này à? Ừ, ấn nút này. Ấn không có phải lắc không? Không. Rồi ấn thôi gì? Rồi, ừ, ba cho tiêu rồi đấy. Rồi, chín chưa? Chín rồi ạ. À. Nhưng mà con không tắt bếp à? Ờ, cùng em á. Rồi. Bây giờ con nhập cá. Có, cá ăn tốt cho sức khỏe lắm á. Rồi cái nồi, cái xong nồi để tí nữa rửa nha. Bây giờ mình cơm phải nhập cá thôi. Ừ. Nhập hai cá luôn.
thơm quá. Đây. Tiếp vào đây. Chờ cá vô. Rồi. Không bật bếp làm sao nó chín được.